Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Khánh Linh sẽ hướng dẫn mọi người đến một nước bài Hà Nam đất mẹ anh hùng. Trong bài này chúng ta gồm có 3 tổ hợp. Và sau đây Khánh Linh sẽ hướng dẫn mọi người các mặt trước và sau đó sẽ đếm ngược từ hướng sau. Chúng ta cùng đến với tổ hợp thứ nhất. Tổ hợp thứ nhất, chúng ta sẽ bước chân phải lên trước. 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 và 2 3 4 5 và 6 7 8 4 và 2 3 4 5 và 6 7 8 5 2 3 4. Tổ hợp thứ hai, chúng ta sẽ bước chân trái lên trước. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4. Tổ hợp thứ hai, chúng ta sẽ bước chân phải sang ngang. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 và 2 3 5 và 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8 6 và 2 3 4 5 và 6 7 8 7 2 3 4. Chúng ta cùng làm lại một lần nữa. Tổ hợp thứ nhất. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 và 2 3 4 5 và 6 7 8 4 và 2 3 4 5 và 6 7 8 5 2 3 4. Tổ hợp thứ hai. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6
7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 tổ hợp thứ 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đếm nhịp xong bài Hà Nam đất mẹ anh hùng. Và bây giờ xin mời mọi người cùng bắt đầu một phần cướp nhạc. Mẹ anh hùng.
đẹp giàu người ơi. Hà Nam quê tôi vẫn nàng tình người ơi.